Thưa quý vị, xe mô tô, xe gắn máy các loại hay xe ô tô các loại thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đó là quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015. Hiện đa số ý kiến của người dân đều đồng tình với quyết định của Thủ tướng, song nhiều người còn băn khoăn trong việc xem xét quy định niên hạn sử dụng đối với sản phẩm xe máy. Không phanh, không yếm, không đèn chiếu hậu và tất nhiên là không bảo đảm an toàn khi lưu thông. Đây là những chiếc xe máy đã gây ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến quốc lộ 1A. Khi xảy ra tai nạn, chủ phương tiện đã vứt bỏ lại hiện trường. Lần những xe nào mà không đủ các loại giấy tờ, không đăng ký, không được phép lưu hành thì chúng tôi là thông báo truy tìm các chủ xe và sau đó nếu như là không phát hiện được những cái chủ xe chính đáng thì chúng tôi tiến hành làm thủ tục là xung tịch thu và sau đó là đấu giá xung công quỹ nhà nước. Để hạn chế những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ. Cụ thể, nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam, thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ của mình. Còn người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm thải bỏ theo các hình thức tự chuyển đến điểm thu hồi, chuyển giao cho tổ chức cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ. Cơ sở phân phối có trách nhiệm phối hợp với các nhà sản xuất thiết lập điểm thu hồi và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại cơ sở của mình theo đề nghị của nhà sản xuất, lưu giữ các sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi theo quy định. Khi tôi thấy ở trên đường có những cái xe đầu voi đuôi chuột, những cái xe lắp ráp bất cứ như thế nào vẫn có thể chạy được ở trên đường, thì đây nó là một cái thời gian tôi nghĩ là quá độ, đã đến lúc mà Bộ Giao thông Vận tải để mà tránh được tất cả những cái tai nạn ở trên đường. Tuy nhiên, xung quanh nghị định này cũng có không ít ý kiến về khả năng áp dụng vào cuộc sống. Ai đánh giá nó là nhập từ bao giờ, sử dụng bao giờ và đến bao giờ thì hết tai nạn? Hiện nay chưa có các trạm kiểm định để kiểm định xe máy. Thế thì bây giờ phải xây dựng được quy trình để kiểm định xe máy. Hai là cái hệ thống mà kiểm định nó khắp cả nước. Không nhẽ là một cái ông ở tận Cao Bằng lại đi về thị xã Cao Bằng mấy chục cây số để đi kiểm định xe máy. Để đảm bảo an toàn giao thông, thu hồi những phương tiện cũ hết hạn sử dụng là điều cần thiết. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, khi chế tài đủ thì chúng ta cần có lộ trình rõ ràng, quy định rõ vai trò, chức năng của các ban ngành, tránh trường hợp quy định được ban hành mà không phát huy hiệu quả.